Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với phụ âm tiếp theo, phụ âm L. Thì để biết chắc chắn rằng là các bạn trước đây đã phát âm cái phụ âm L này nó đúng hay chưa thì mình để khoảng 10 giây để các bạn thử đọc năm cái âm này xem nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết cách phát âm của phụ âm L này nha. Rồi, bắt đầu, 10 giây bắt đầu. Rồi, ok nha. Nếu mà không kịp thì các bạn có thể bấm dừng video clip lại rồi chúng ta xem tiếp ha. Rồi cái phụ âm L này nè thì các bạn để ý nha, cách phát âm mình sẽ mô tả bằng hai cách cho các bạn dễ hiểu. Thứ nhất, cái thứ nhất là mình mô tả về vị trí lưỡi. Vị trí lưỡi của các bạn á, thì cái lưỡi bạn đưa lên trên, đụng vào cái chân răng của hàm răng trên nha. Cái lưỡi đưa lên chặn và đụng vào cái chân răng của hàm răng trên, ví dụ như này nè. Các bạn phát âm như mình nhá, phát âm giống kiểu như là âm thanh mà các bạn đọc chữ L trong tiếng Việt á. L, l, l. Đó. Và cách thứ hai thì bạn dễ hơn một chút xíu, cho bạn dễ hình dung thôi. Tức là khi các bạn đọc chữ L thì các bạn đọc chậm ơi là chậm chữ L giúp mình. L, đúng không ạ? Tức là quá trình đọc chữ L là khi mà bạn đọc chữ L thì cái lưỡi của bạn đưa lên trên rồi thả xuống thì nó ra cái âm thanh L, đúng không? L, đúng không ạ? Nhưng mà mình cần cái quá trình mà các bạn đưa cái lưỡi lên thì nó đang tạo ra ra âm thanh của chữ L trong tiếng Anh. Các bạn dễ hiểu không ạ? Tức là cái quá trình mà khi các bạn đưa cái lưỡi lên khi đọc chữ L, nếu mà sau khi mà đọc chữ L trong tiếng Việt á thì nó sẽ ra, nó tức là nó sẽ ra hai cái âm thanh L thả xuống nữa, L, đúng không ạ? Lưỡi đưa lên xong rồi thả xuống L, đúng không ạ? Nhưng mà mình chỉ cần cái đoạn mà lưỡi nó đưa lên thôi. Đó, các bạn cứ phát âm tự tin, mở khẩu hình miệng rộng ra. Lúc đầu phát âm thì có thể khẩu hình miệng hơi xấu nhưng không sao, mình đang tập mà, đúng không? Đó, các bạn để ý cái khẩu hình miệng của mình nha. Cái lưỡi nằm ở chân hàm răng trên, đúng không ạ? Chân hàm răng trên. Đúng không ạ? Rồi mình vào thực hành thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn nha. Chữ T với chữ E, chữ L, đúng không? Tell, tell. Tại vì chữ L cuối cùng nên kết thúc của mình á là cái chữ L của, tức là sau khi mình phát âm từ này kết thúc chữ chữ này á thì cái lưỡi của mình nó nằm ở chân hàm răng trên. Tell, nếu mình nói là tell sai, đúng không ạ? Tell, tại vì chữ T ấy, mình đọc là T nên mình đọc tell chứ mình không đọc tell nhá, đúng không ạ? Tell, tell, đúng không ạ? Tell, dễ, rất là dễ sai ấy. Âm này là âm cũng là một trong những âm khó nhất trong phần 44 phần phiên âm quốc tế, 44 âm phiên âm quốc tế ha. Rồi chúng ta qua từ số 2 nhá. I, đọc nguyên âm đôi trước. I, đúng không ạ? L, life, thêm chữ F nè. Life, 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 đúng không ạ? L, life, life. Đó nha bạn nha. Rồi tiếp theo từ số 3. L, l, love, love, đúng không ạ? Love, 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 life, tell, đúng không ạ? Tương tự như vậy số 4 nha. L, các bạn đánh phần trước. L, l, lần, thêm chữ ch, lunch, 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 đúng không ạ? Cái chữ T với chữ R này nè là mình đặt thành chữ chờ như thế này nè. Giống kiểu như chữ nhà thờ bạn. Church, church, thì từ này cũng vậy luôn ha. Lunch, lunch, đúng không ạ? Tương tự như vậy từ số 5. Âm E hơi khó đọc một chút xíu. A, 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 chứ không phải A, A, nhá. A, late, 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 đúng không ạ? Mặc dù nó hơi giống L ấy, late, late, nhưng không phải. Âm này là E, E là kết hợp giữa hai âm, âm E và âm I. Nhưng mà âm L là quan trọng nhất nè. L, l, late, late, nha. Thì để cái tập cái âm này thì các bạn cố gắng là tập như thế này nè. L, 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 đưa cái lưỡi lên,
tức là đọc chữ L, một số bạn mà phát âm cái vùng miền á có nó nhầm giữa chữ L và chữ N thì nó sẽ hơi khó một chút xíu, nhưng mà lúc tập thì các bạn cứ nhớ vị trí lưỡi là các bạn sẽ phát âm được thôi nha. Mình nhắc lại lần nữa nè, tức là cái quá trình phát âm hết chữ L thì nó sẽ là đưa cái lưỡi lên xong rồi thả lưỡi xuống. Mình đọc chậm nha, L, đọc chữ L chậm á, L. Nhưng mà khi mà đưa cái lưỡi lên là mình muốn dừng lại ở đó luôn, thì đó là âm L trong tiếng Anh nha. L, L. Nếu các bạn thả xuống thì nó không có đúng, đúng không ạ? L, L. Đó, đúng không ạ? Tập như vậy thôi. Tell, 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 tell. Đó, thì mình mong rằng là thông qua video clip này thì các bạn cũng biết cách phát âm chắc chắn cái phụ âm L này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye. Chúc các bạn thành công nha.